Xin chào cô chú anh chị. Đầu video xin chúc cô chú anh chị thật là nhiều sức khỏe, may mắn và lúc nào cũng thành công trong cuộc sống. Xin giới thiệu với cô chú anh chị một dãy bất động sản mặt tiền đường Lý Văn Bích thuộc phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, chủ đang có nhu cầu bán. Xin giới thiệu với cô chú anh chị. Đầu tiên là một bất động sản hai mặt tiền với diện tích ngang 6.8, dài 21, công nhận trên sổ là 143m2, trệt và hai lầu. Hiện trạng thì đang cho thuê, hướng chính là hướng Tây Bắc, đang được chào bán là 26 tỷ và một lô đất trống kế bên với diện tích ngang 10, nở hậu đuôi 12.3, chiều dài 19m, tổng diện tích đất được công nhận trên sổ là 183m2, đất trống tiện xây dựng mới, khu được xây dựng cao tầng, hướng chính là hướng Tây Bắc và hiện tại đang được chủ nhân chào bán là 35 tỷ, còn thương lượng trực tiếp với chủ tài sản. Cô chú anh chị quan tâm về dãy bất động sản này thì có thể liên hệ trực tiếp về số điện thoại 078 7572 158, số điện thoại qua Zalo và Viber để em gửi giấy tờ cũng như là trao đổi thêm thông tin đến cô chú anh chị.